Trong khi NATO đang tập trận rầm rộ tại Ba Lan và dự tính gửi thêm lính đến biên giới gần Nga vào năm tới, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng thuộc quân đội nước này sẵn sàng chiến đấu. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 14 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 và được áp dụng đối với toàn bộ các quân khu của Nga theo quyết định của Tổng thống Putin. Các kho vũ khí, cơ quan quân sự đều có thể bị kiểm tra. Việc kiểm tra trong ngày đầu tiên sẽ tập trung vào điều kiện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Các trung tâm chỉ huy cũng có thể bị kiểm tra khả năng hoàn thành nhiệm vụ, khả năng triển khai lực lượng. Theo các nhà phân tích thuộc Viện Chiến lược Mạng lưới Lãnh đạo Châu Âu trụ sở ở London của nước Anh, nhận định không phải ngẫu nhiên mà lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng của quân đội Nga được đưa ra gần thời điểm NATO có cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng 8. Họ cho rằng chắc chắn lý do đằng sau việc Nga ra lệnh kiểm tra là nhằm đáp lại việc NATO đang tập trận tại các nước Đông Âu và biển Baltic. Hơn nữa, đó còn là tín hiệu cho thấy Nga sẽ không bị hội nghị của NATO dọa dẫm.